Đỗ Hoa Niên, Lý Dung tức giận, Văn Tuyên quỳ bản tính hối lỗi. Lo lắng trưởng công chúa Lý Dung sẽ buồn khi bị hoàng thượng tước quyền quản lý Đô Sát Ti, còn bị ép tự tay viết thư tiến cử Túc Vương con trai của Nhu Phi, Bùi Văn Tuyên trèo tường vào phủ công chúa để thăm cô. Bùi Văn Niên tiện thể khoe chiến công và làm nũng công chúa, lúc này ở trên bờ tường ta còn tẩn Thôi Ngọc Lang một đấm. Tâm hồn ta tổn thương lắm đấy, nàng không khen thưởng ta sao? Trưởng công chúa và Bùi Văn Tuyên sau đó trải qua những giây phút ngọt ngào, thế nhưng chẳng được bao lâu hai người lại cãi vã do bất đồng quan điểm. Chàng nghĩ chàng ly hôn với ta rồi thì chàng gặp bất trắc gì cũng không liên lụy tới ta phải không? Trưởng công chúa Lý Dung tức giận hỏi. Bùi Văn Tuyên giải thích trên đời này không có sự thay đổi nào, không cần phải trả giá. Lời giải thích càng khiến công chúa giận dữ. Trả giá bằng gì, bằng mạng của chàng sao? Nếu chàng không trân trọng tính mạng thì chàng làm trượng phu của ta để làm gì? Không kìm nổi cơn giận trong lòng, cô nói tiếp, ta mặc kệ chàng có bất trắc hay không, trước khi chàng mạo hiểm đã hỏi ý ta chưa? Bùi Văn Tuyên, ta nói cho chàng hay, mạng của chàng không phải một mình chàng, chàng là trượng phu của ta, là phụ thân của con ta tương lai. Dù là vì ta, vì chúng ta thì cũng nên nói cho ta biết. Dường như ý thức được bản thân đã sai, Bùi Văn Tuyên tự động, mang bản tình xa quỷ nhận lỗi. Trong lúc neo tường để sang nhà bên cạnh, trưởng công chúa Lý Dung chủ động hôn Bùi Văn Tuyên khiến anh không khỏi bất ngờ. Không ngờ chuyện Bùi Văn Tuyên và trưởng công chúa Lý Dung bí mật qua lại sau khi ly hôn lại bị Nhu Phi phát hiện, bà ta mang chuyện này để đe dọa trưởng công chúa. Nhu Phi vốn là người phe của Tô Dung Khanh, nếu anh ta có biết chuyện đó hay không, hoặc cũng có thể chính anh ta phát hiện và để Nhu Phi thay mình cảnh cáo. Nhu Phi nhất quyết muốn xử lý vụ án khoa cử sau khi Túc Vương thành công, trở thành người của quản lý Đô Sát Ti. Tô Dung Khanh lo rằng Nhu Phi bị người khác gài bẫy, còn Nhu Phi nghĩ vụ án này không khó giải quyết, chỉ là những người ở phe bà ta không có năng lực thay đổi chế độ. Có lẽ việc Nhu Phi và Túc Vương được tiếp quản Đốc Sát Ti hay vụ án khoa cử nói trên đều nằm trong kế hoạch của Bùi Văn Tuyên và trưởng công chúa. Trong cuộc trò chuyện với hoàng hậu trước đó, trưởng công chúa Lý Dung đề cập đến việc động thủ với Nhu Phi. Theo cô, thái tử Lý Xuyên đã trưởng thành, họ không thể chờ đợi vây cánh của Nhu Phi thêm lớn mạnh mới ra tay. Trong một cảnh khác, Đô Dung Khanh lấy cớ Bùi Văn Tuyên phạm trượng thị ý xông vào nhà riêng, đánh mận quan triều đình để bắt giam anh vào hình lao bộ. Không lâu sau, Đô Dung Khanh đã thả Bùi Văn Tuyên ra, nhưng cảnh cáo nếu còn có lần sau thì sẽ lấy mạng anh. Hành động này giống như Đô Dung Khanh cảnh cáo Bùi Văn Tuyên chờ đối đầu với anh ta. Sau một loạt hành động của Đô Dung Khanh, trưởng công chúa Lý Dung cũng đã hiểu rõ bản chất của anh ta. Nào còn giống vị công tử ôn nhu như kiếp trước, hoặc nói chính xác, đó vốn chỉ là việc vỏ bọc của Tô Nhị công tử. Vì chuyện Bùi Văn Tuyên bị bắt, cô non nắng đứng bên ngoài hình bộ đợi Tô Dung Khanh.